Hôm nay có đạo Thiên Tâm ra đời ở Mỹ, nhưng mà chánh gốc á, thật sự mà nếu mà nói đạo Thiên Tâm mà ra đời á, là ra đời tại trại tù Nam Hà, miền Bắc nước Việt, tỉnh Hà Nam Ninh. Tại vì chỗ nào mà đeo dấu Thiên Tâm đầu tiên là chỗ đó đạo, đúng không? Còn ở Mỹ này là mình chỉ lặp lại. Cho nên mình phải nói là cái đạo đã ra đời từ trại tù Nam Hà năm 1979. Mấy ông bô lão ở đây mà mấy ông làm chứng. Ở trong đó là mấy ngàn ông tù cải tạo đều đeo dấu Thiên Tâm thời đó. Thì tức nghĩa là cái đạo ra đời từ đó. Nhưng mà nếu mình suy ngược lại, thì đạo Thiên Tâm nó đã nằm ở tầng trời đâu xuất thiên của Phật Di Lạc. Những chư thiên ở trển á, là gọi là tiên chúng á, là dân ở trên cõi trời á, cũng là đạo của chúng ta. Cho nên hôm nay tất cả hội thiên ở hải ngoại khắp năm châu và ở nước Việt mấy chục triệu người, mà chỉ cần khấn thôi thì những chư thiên trên kia đó là cùng là nhìn anh em với mình, chị em với mình, xuống giúp mình, xuống để mà hỗ trợ cho mình đường tu tập và khai cái tâm của mình. Cho nên tại sao dấu ai đeo dấu Thiên Tâm nó rất là màu nhiệm là vậy. Và đồng thời có 36 tầng trời, có Thiên Long Bát Bộ, có những vị mà thánh của bên Công giáo, những vị thần, những vị của tiền sử của trái đất này mấy nghìn năm, và đồng thời những vị bên Hồi giáo cũng gia hộ với dấu Thiên Tâm. Dấu Thiên Tâm rất là màu nhiệm, đã xuất hiện ở trên Sài Gòn và đã cứu rất là nhiều người trong 5-7 năm gần đây, từ thời Covid tới hôm nay, ai cũng hiểu cái đó. Trên cái bầu trời Thiên Long Sơn này á, dấu Thiên Tâm cũng đang nằm ẩn ở trên đó nữa. Thì Thiên Tâm là người Việt Nam đầu tiên biết và đã đeo cái này trên cổ là từ ở tỉnh Hà Nam Ninh. Thì mình cũng có thể nói là cái dấu này nó là xuất phát ở miền Bắc.